bà đụng đó bà kêu xào với số, bà bán bà cho được không? Có tiền có cho được không? Bây giờ quá. Bà cả tiểu đường mà bà đứng bán đứng chán hoài à. Trời ơi. Chị, có bán bánh mà đổi lấy trả bằng giấy số không? Giấy số chưa vợ nha, giấy số ngày hôm nay, ngày mai nha. Để thôi, chị coi chị làm cho người cái em gửi giấy số rồi chị. Mai trúng rồi lấy ra chị hưởng. Đại đây chứ trời mưa rồi bán gì nữa. Giấy số chiều nay tối nay ấy. Nghĩ mẹ mày. Dạ. Tại giấy số mà chầu Việt Kiều lại rồi không? Không có Việt Kiều nào lại đâu. Hôm nay mưa rồi, người ta ở nhà hết rồi, không ai lại đây đâu mà. Hôm nay mưa này giấy số quá ế chị. Dạ. Không, mà chị mở hàng thì bán đắt thiệt, nhưng mà em trụ bà ế. Hôm nay trời mưa bà ế. Tôi ẻm bùa bà rồi. Trời ơi, coi số à. Số đẹp vậy. Cái gì? Số đẹp vậy. Hả? Để bán đi. Nói vậy thôi chứ đâu có mua đâu mà. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Thôi ăn kẹo xăm. Rồi cục kẹo rồi ta. Ủa nãy có cục kẹo mà. Đây. Ôm gì vậy? Chạy nước miếng kìa. Chạy nước miếng kìa. Cho em tiền hả? Tiền đâu ai đâu à. Bà đẹp quá à. Bà cho tiền không có đúng á. Hôm qua có người cho tiền cái số không biết trúng không. Rồi, cởi gói rất chặt rồi quá. Tụi mày. Tụi mày với giò. Mày giò mượn thôi nha chứ không có mua đâu á. Trời ơi. Cho 21, dỗ 24. Xui rồi. Chặt rồi. Cho 21, dỗ 24. Không thôi là mua 19 tờ. Mình chặt rồi thôi trả. Rồi cảm ơn. Bây giờ mày chỉ tôi ơi, số nào trúng. Số nào? Cái này trúng hả? Trúng đúng không? Rồi để lại giò. Ừ. Cái nào bà trúng bà để bà giò đi, tôi kiếm số khác. Bà mà chỉ được số nào trúng bà đâu có bán cái số đâu. Trời ơi số đẹp quá ha. 99 ngồng 958 44 là gì vậy giờ chứ? Có ai mua số ủng hộ chất không? Mời chưa? Mời rồi hả? Mua không? Kỳ quá à, mời mà không mua ha, kỳ quá à. Chốt chị ơi. Chị vô ế đi. Chị vô ế đi. Chị số ế nhẹ ơi. 12 con ngựa 72 con rắn. Chị số ế nhẹ ơi. Chị số ế nhẹ ơi. Để đây đây. Người ta mới thấy được cái số rồi mua.
gì vậy? Bị gì vậy? Đừng sợ, đừng làm tôi sợ nha. Sao phải nhìn cái bóp hoài luôn á. À. Gì vậy? Giống như ở đây còn cái nữa nè. Nè. Nào có tiền của em. Cái nào không có tiền á, nhưng mà không có tiền là của bà á, cái nào không có tiền á. Cái nào không có tiền á. Nhưng mà tiền của người ta mà không phải tiền của tôi. Tôi không có quyền tôi mua. Bà nói mà mua nửa vịt tôi ăn đâu? Trúng số mới mua. Cái gì? Trúng số mới mua. Bà bán giấy số, bà có mua giấy số đâu mà bà trúng. Có, ngày nào cũng để mấy cờ. Nhưng bà có thâm niên rồi, 20 năm bà bán không ai trúng hết trơn, sao bà trúng được? Bán không ai trúng hết trơn rồi. Có thâm niên gì kỳ vậy? Bán giấy số mà không cho, chúng ta may mắn lần sau không à. Bán giấy số tối ngày chúng ta may mắn lần sau không? Bán giấy số này có thâm niên luôn á, 20 năm bán không ai trúng. Trời ơi, bán giấy số gì kỳ cục. Hồi nãy em nói anh rồi đó, đừng mua. Hồi nãy em nói rồi, đừng mua của bà không có bán trúng đâu mà, đừng có mua. Định làm gì vậy? Em ẻm bùa quá rồi, hôm nay em nói bà ế. Bà chết ở đây là bà chỉ bán giấy số gì đam mê thôi à, chứ bà không cần tiền. Dì Kiều. Ai dì Kiều? Dì à. Dì Kiều giờ đã về nước hết rồi. Trời mưa ta là biến lắm, đã nhà hết rồi. Ước mưa nữa, sình nữa, ghê lắm, ta đâu ra đường làm gì. Đem rồi, tối nay đem về trả đại lý đi. Tĩnh tâm lại, tĩnh tâm. Bà chửi tôi là không ai mua cho bà đâu, tôi hứa luôn. Tao bán giấy số tao phải dễ thương lên. Bà chửi tao hoài mà. Nghe chắc là chắc không có sao động gì hết luôn. Nói với Lâm gần mưa hòm rồi. Ê, tao giờ ghét tao với Lâm lắm. Ê, bà nói đúng không? Bà nói ghét đúng không? Rồi được rồi. Thấy không? Mấy chị nói, mấy chị nghe nha, hôm nay bà nói bà ghét em nha. Em ôm chùa ở hoài luôn. Nó không lòng rồi chứ. Mấy bữa mà em ôm sắp cho bà chút ngồi Dì Kiều ra mua hết trơn. Hôm nay bà chợ, bà nói bà ghét em. Không sắp nữa, nè dẹp vô luôn đi. Dẹp giấy số bán luôn. Coi, mày vô duyên dạ. Dẹp vô, tôi không sắp giấy số cho bà nữa. Dẹp vô. Đốt cái gì? Bây giờ bà lấy cái bếp ga bà đốt tôi cũng sợ nữa, đừng nói lấy hộp quẹt. Nè cho bà mượn cái hộp quẹt luôn nè, lấy cầm đốt đi. Nè. Nè. Bánh bô giống của Cao vậy. Cái gì? Này của Cao đem già. Cái gì cũng của bà hết trơn á, nguyên cái Lan Quế Phường được của bà hết luôn á. Trời ơi, cười hoài à. Giấy đẹp đúng không? Cười hoài. Trời ơi. Mua giùm đi. Giờ này bỏ câu kia ha. Giờ này à, bà trước bà bỏ câu kia rồi. Câu gì? Tao có dáng đẹp mà. Bỏ rồi, câu đó bỏ rồi. Câu đó lâu quá bỏ. Làm gái. Trời ơi. Đó, có bà mới đi già, dáng bà đẹp quá. Trời ơi. Làm gái đẹp quá. Bà nói bả mà có. Bả nói bả bả mà có dáng đẹp giống như chị bả đi làm gái. Trời ơi trời, cái miệng bả quá trời luôn á. Tìm Phương tìm để đâu, Phương qua Canada làm gái mất rồi. Trời ơi. Ta đi show tối ngày bà nói ta làm gái hoài. Dạ. Có Phi Nhung. Dạ. Vì trước không có làm. Vì trước giờ hết sức rồi, không có làm được. Yêu cầu trước xuống Bình Thăng hả? Lên lầu 2 anh.
Rồi lên lầu 2 đi tiếp khách kìa. Anh có nhu cầu gì gặp gì chứ á, vô ghế tình yêu đi chứ. Dẫn anh vô ghế tình yêu đi chứ. Mà bữa nay con mắc băng lại là sao, được không? Kìa Việt Kiều lại mưa sơ. Không có Việt Kiều nào hết trơn á, hôm nay đã ở nhà hết rồi, không có ai lại đâu, mà yên tâm đi. Hôm nay tôi ếm bà rồi, tôi ếm bùa bà rồi, không có ai lại đâu. Mấy bữa bà chù người ta, bà chù cái con chiên đồ này nọ, hôm nay tới tôi chù bà nè. Chẳng còn ai chút hồn nhiên. Đâu? Chừng hôm nay sưng quá vậy chất. Gì? Chừng hôm nay bà sưng vậy? Hay biết vậy? Uống thuốc nó bị như vậy đó. Ghê, trời ghê quá. Mơ chết rồi. Mơ hả? Mày hả? Bà không chết sớm gì đâu. Chết bà, sớm mày với Lâm bà nó giống bà trả nợ đời. Bà chưa chết, chết được. Chết. Nghe bà nhiêu tuổi? 61 tuổi. Làm khu nào? Làm khu nào được kìa, nói người ta đi để người ta biết, người ta ra ngoài đó ta làm. Chỉ đi kìa. Em nhà quê mới lên. Em nhà quê mới lên. À. Mở hàng tôi. Ai? Mày. Sớm giờ có người mở hàng bà rồi. Mày nè. Đụng cái bắt em mở hàng giấy số. Mua thiếu được không? Ồ. Kêu mở hàng không cho mua thiếu. Tiền đâu trả? Lấy tiền này được không? Hết tiền kia rồi. Không. Tiền đó đâu biết xài tiền gì vậy? Tiền đó không có xài. Không biết xài đem cái tiệm vàng đổi người ta. Thôi. Nè. Đây tiền gì ta? Tiền Hàn Quốc hả? Singapore. À đúng rồi, tiền Korean. Won won. 1.000 won. Tiền Hàn Quốc. Nè đổi đi. Thôi. Cũng đổi đó. Rồi để coi tiền Hàn Quốc nhiều. Giá tiền Hàn Quốc. Hình như một tấm đó là được 100 tờ số gì đó. Qua lấy 100 tờ đi đưa gì chức cái tấm đó là được rồi. Nó hơn 100 tờ đó mà đưa gì chức là sĩ chức luôn. Anh kiếm ai vậy anh? Giống có bầu quá ai vậy? Đây để coi tiền Hàn Quốc bao nhiêu. Ngàn won là được 100 tờ đó. Phải không? Lấy 100 tờ đi rồi đưa tấm lên có gì đi. Ê ông đó có bầu quá. Đó. Alo, alo. Cái này nó mờ với bà trở lại. Cạch ca lại la lên mạng đi. Đủ không. Má cạch ca hoài. Không có lên nữa. Lên mạng đi, bấm giấy số lại. Khỏi luôn. Lên mạng đi anh. Khỏi. Chồng ơi, qua đây ngồi nè chồng. Khỏi. Trời. Đớp, đớp. 1.000, 1.000 có 18.000 à. Chưa được 2 tờ giấy số. Không. Ôi ừ. Ơi. Đi qua bển hơn 3 cái chiên à.